Lão đại, có hai tên lính Nhật, có chơi không? Lính Nhật à? Tất nhiên phải chơi rồi. Không sao, là người Trung Quốc. Đứng yên, không được nhúc nhích. Đại đương gia, các anh em, trói hai tên Nhật này lại cho tôi. Rõ. Đại ca, trai đơn gái giết đi với nhau như thế này, hình như định lên núi để phong lưu khoái lạc đấy. Mau lôi đi chặt đầu cho tôi. Các anh mở to mắt ra mà nhìn đi, chúng tôi là người Trung Quốc. Cầm nhiều súng tới như vậy mà đến người Trung Quốc với người Nhật cũng không phân biệt được, có mất mặt không chứ? Người Trung Quốc, lũ người Nhật chúng mày là kẻ đáng hận nhất. Cách đây không lâu cũng chính là lũ người Nhật chúng mày đã giả làm người Trung Quốc tiến vào Tống Gia Đài, sát hại cả trăm mạng người trong thôn. Các anh em, băm bọn chúng cho tôi, dùng đầu của bọn chúng cúng tế cho vong linh của người dân. Chặt đi, chặt đầu bọn chúng, cúng tế vong linh, phải trả thù. Chặt chúng đi, chặt đi, chặt đầu bọn chúng. Từ từ, đợi đã nào. Làm gì vậy, đại ca? Tôi thấy cô ả người Nhật kia cũng xinh đẹp, hay là đưa về làm vợ anh đi. Đại ca, cậu nghĩ cái gì vậy? Con đàn bà Nhật đó xui xẻo lắm. Lôi sang một bên băm ả ta ra đi. Cái này, xui thì có xui, nhưng mà trước khi lấy mạng phải để tôi lục soát cơ thể cô ta đã chứ. Nói không chừng còn tìm ra được bảo bối gì đó cho anh đấy. Thôi được rồi, cảm ơn đại ca. Cầm lấy. Tránh ra đi. Đi, đi mau, nhanh lên. Anh muốn làm gì? Qua đây. Lôi hai người bọn họ qua hang núi bên kia rồi băm đi. Đợi đã, tôi nói cho đám cướp các anh biết, bọn Nhật đang ở gần đây. Tốt nhất là các anh nên cẩn thận một chút. Bọn Nhật, tôi biết chứ. Chúng đã bị tôi tóm được. Giải đi. Đi mau. Đi. Đi mau. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi mau. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Lề mề quá vậy. Đi mau lên. Các anh em, có mai phục, rút mau. Nhanh lên. Là người Nhật, không sao đâu. Không cần đuổi theo. Cởi trói cho họ. Cho hỏi hai vị đây là. Tôi là thiếu tá Yamaguchi, phụng lệnh của ngài Đô Ihara tới đây. Vị này là.
Thuộc hạ không biết ngài đại giá quang lâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Mau phát tín hiệu cho thiếu tá Akasaka. Đó. Thiếu tá, Hikashino bắn đạn tín hiệu, tăng tốc tiến lên. Chi viện Hikashino, đó, nhanh lên. Nhìn kìa, tín hiệu của bọn Nhật. Phim được dịch, nấp đi, đó, mau ẩn nấp đi. Mời ngài. Đại đội trưởng, có đánh không? Đợi đã, đợi bọn chúng lại gần thêm chút nữa đã. Tăng cường cảnh giác. Mở mắt to lên cho tôi. Tôi thấy cũng gần được rồi đấy, đánh đi. Chuẩn bị. Chuẩn bị nào. Đợi đã. Trong đội phía trước hình như có nhị hổ và cô đàm. Anh nghiêm túc chút đi. Đừng đùa cợt nữa. Sao có thể là hai người bọn họ được chứ? Không sai, chính là bọn họ. Là bọn họ thật kìa. Đợi tôi phát tín hiệu nhé, nhanh lên. Ngài có gì cần phân phó? Đi thôi. Nhanh lên. Quân Nhật tới rồi. Mau ẩn nấp đi. Nhanh lên. Bên này. Nhanh lên. Đại đội trưởng Lê, tôi đánh giá rất cao chiến lược quân sự của anh. Anh đã thoát khỏi tay tôi một lần rồi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu. Hoặc là anh buông vũ khí đầu hàng, hoặc là tôi sẽ cho anh mất mạng tại đây. Anh tự mình chọn đi. Hay cho một quân nhân đế quốc Nhật Bản có tôn nghiêm, vậy mà lại bị một đám thương binh vô dụng như chúng tôi xoay như dế. Có ngon thì anh lên đây, tôi đợi anh. Đúng mặt. Dồn hỏa lực, xử hết cho tôi. Tôi bảo này, anh đi khuyên anh ta đi. Cứ như thế này thì chắc nào nộp mạng chứ. Anh cùng anh ta trốn từ trong thành ra đây, mà còn không hiểu tính của anh ta hay sao?
anh ta là người đứng đầu, nước đổ đầu Việt. Có nói cũng vô ích, nhưng cũng đâu thể đồng quy vô tận được chứ. Có một cách đánh, gọi là anh đánh của anh, tôi đánh của tôi. Anh ta chơi liều mạng, còn tôi thì chơi chiêu. Vậy tôi sẽ đi theo anh. Hỏa lực của đám Nhật này cũng mạnh đấy nhỉ. Tôi bảo này, không phải anh nói có chiêu sao? Có phải định chạy không? Tôi sẽ chạy chung với anh. Nhị hổ, nếu anh muốn chạy, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tôi nói muốn chạy lúc nào chứ? Hơn nữa, đến nước này rồi, chạy đi đâu được nữa? Vậy cũng không thể cứ tiếp tục đánh như vậy chứ. Anh mau nghĩ cách đi. Tôi có cách rồi. Nói đi. Lê Quốc Vinh, cho tôi mượn người của anh đi. Không được. Tại sao? Tôi là sĩ quan chỉ huy ở đây, binh lính của tôi phải do tôi quản lý, sao có thể cho anh mượn được chứ? Quy định có quan trọng bằng tính mạng không? Tình hình đang khẩn cấp, linh động một chút đi. Tiểu Cường, đánh tiếp cho tôi. Đó. Lê Quốc Vinh, cái tính cứng đầu của anh, sớm muộn cũng có một ngày hại anh mất mạng. Anh, qua đây cho tôi. Anh định trốn phải không? Anh tưởng tôi là anh chắc? Anh thì biết cái gì? Cái này gọi là chiến thuật đấy. Làm gì vậy? Tiểu Cường, tôi không biết về quy tắc làm lính. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Để lát nữa đi. Lát nữa. Còn đợi nữa thì mọi người sẽ chầu trời đấy. Tôi không sợ. Tôi biết là anh không sợ. Nhưng mà anh có muốn mất mạng không? Tôi không muốn. Tôi còn muốn về nhà gặp mẹ tôi nữa. Bây giờ tôi có chiêu này, có thể tiêu diệt bọn Nhật. Anh nói đi. Qua đây. Thế nào? Không được đâu. Anh cũng biết tính của đại đội trưởng mà. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Nếu không nhờ có tôi, đại đội trưởng của các anh mất mạng từ lâu rồi. Tiểu Cường, tôi có bao giờ hại các anh không? Chưa từng. Vậy là được rồi, còn gì? Đi đi. Có được không vậy? Đi đi. Nhanh lên. Tôi nói anh nghe. Được. Cô Đàm, tôi đang bận. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh nói đi, qua đây. Được. Thế nào? Có được không đấy? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi biết, nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta sẽ mất mạng ở đây. Liều một phen đi. Được. Tôi nghe anh. Rõ cả chưa? Có được không đấy? Tất nhiên là được rồi. Anh mau qua đó đi. Dừng bắn. Đại đội trưởng Lê, đại trưởng phu, cầm được thì buông được. Anh đừng vì một khắc làm anh hùng mà bắt nhiều người phải liều mạng vì anh. Bọn Nhật kia trốn ở đó lắm lời làm gì chứ. Có giỏi thì qua đây. Ông đây đợi chúng mày. Tên đốn mặt. Đợi đã. Lũ Nhật kia, nghe ông nói đây. Ông đây nói cho các người biết, nếu như ông đây mất mạng dưới tay chúng mày thì đúng là một sự sỉ nhục quá lớn. Cô Đàm, cô biết tiếng Nhật, cô nói vài câu đi. Đúng mặt. Bọn chúng đang kéo dài thời gian, tăng cường hỏa lực, tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Cường, chỉ có chừng này thôi. Năm cái chắc là đủ rồi. Nhị hổ, rốt cuộc là anh định giở trò gì vậy? Tôi nói cho anh nghe, những thứ này có thể cứu mạng các anh đấy. Tiểu Cường, có. Còn đạn nữa không? Cẩn thận đấy. Đại đội trưởng, sắp hết đạn rồi. Các anh em, cho dù có mất mạng cũng phải kéo theo bọn chúng. Bắn tiếp cho tôi. Bắn. Anh ta đang làm gì vậy? Làm thế thì khác nào lãng phí đạn chứ. Sao các cậu lại dừng bắn rồi? Bắn tiếp cho tôi.
Đại đội trưởng Lê, cô muốn làm gì? Đại đội trưởng Lê, bây giờ nhị hổ có một cách cần anh phối hợp một chút. Đang đánh nhau với Nhật đấy, trả súng cho tôi. Xin lỗi, nhưng anh cho nhị hổ vài phút đi. Nếu như có vấn đề gì, anh muốn thế nào cũng được. Anh ta nói linh tinh mà cô cũng tin. Tôi tin. Tôi cũng tin. Đại đội trưởng Lê, lần này anh cứ tin ở nhị hổ đi. Anh ấy có thể cứu chúng ta thật mà. Đại đội trưởng, tin anh ấy một lần đi. Cậu, dừng bắn. Bọn chúng hết đạn rồi. Dùng lưỡi lê. Đó. Tiến công. Bọn Nhật tới rồi. Bọn Nhật kia, ông tiễn chúng bay lên Tây Thiên. Không thể trông vào nhị hổ được. Mọi người liều đi. Làm tốt lắm, giỏi lắm nhị hổ. Anh lắm chiêu thật đó. Các anh em, xông lên cho tôi. Đó. Đúng mặt. Rút lui. Mau rút lui. Đó. Xông lên, lấy mạng chúng. Xông lên. Bọn chúng muốn chạy, đuổi theo, đừng đuổi nữa. Thấy ổn rồi thì thôi, để bọn chúng sống thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Nhị hổ, tôi biết ngay là tin anh sẽ không sai đâu mà. Anh nhị hổ, anh đúng là thiên binh thiên tướng. Tôi còn tưởng là mất mạng chắc rồi nữa. Anh giỏi lắm. Nhìn biểu cảm vừa nãy của bọn chúng, còn tưởng là có động đất nữa chứ. Lê Quốc Vinh, thấy thế nào? Anh muốn làm gì? Lần này tôi nợ anh. Được rồi, đi thôi. Các anh em, thu dọn chiến trường. Đó. Cái này. Cái này còn dùng được. Cái này nữa. Lên. Đi. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Không là ông lấy mạng cả lũ đấy. Công Tôn Vũ. Bọn họ đông người hơn.
tước hết vũ khí của chúng. Đưa đây, đưa đây mau, nhanh lên. Tôi là Hồ Bảo, hung hồn thì đứng yên. Anh chính là trại chủ Hồ của Long Đầu Trại, đừng có bày đặt làm thân với tôi. Lũ Nhật các người lén lút lên núi Vân Môn của tôi để làm gì hả? Mắt anh bị lé hả? Ai là người Nhật chứ? Đừng mà, đại ca, tôi sai rồi. Cậu chán sống rồi sao? Cút. Cậu, tránh ra cho tôi. Nói cậu đấy, tránh ra. Tôi nhìn thấy cậu từ nãy rồi. Còn nhận ra tôi không? Cậu từng bị bọn tôi bắt được một lần, cuối cùng lại được lũ Nhật cứu đi. Cậu không phải người Nhật thì tại sao bọn Nhật lại cứu cậu chứ? Giải bọn chúng về trại. Đi mau, đại đội trưởng, đi mau, bình tĩnh, nhanh lên. Đi, đi mau lên, nhanh lên. Đi mau, nhanh lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên đi. Đi thôi. Nhiều thật đó. Nhị đương gia, tất cả vũ khí của bọn chúng đều ở đây. Cái này tặng anh. Đi đi. Xui xẻo thật, thoát được bọn Nhật lại rơi vào tay bọn cướp. Tiểu hiệp, tôi nói anh nghe, thông thường kẻ mà bọn cướp lấy mạng đầu tiên là tên nhát gan nhất đấy. Đại ca, người anh em, lấy mạng trước hay sau, sớm muộn gì cũng lấy mạng. Lát nữa tôi sẽ cho đầu các cậu bay màu hết. Đại ca, đám người này lai lịch không rõ, nói không chừng là người của bọn Nhật đấy. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ, không được vội. Vì chúng là người Nhật nên tôi muốn lấy mạng chúng. Tôi sợ chúng sao? Trại chủ Hồ, đã nghe danh từ lâu. Trại chủ Hồ là người trượng nghĩa, hữu dũng hữu mưu. Nhưng mà không ngờ gặp mặt lại không bằng nghe danh. Quả thực là khiến tôi thất vọng. Anh thì thất vọng, còn tôi là quá thất vọng luôn. Đại ca, anh nghe đi, giọng của chúng tôi giống bọn Nhật lắm sao? Quân địch sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh thế hả? Còn lắm lời nữa là tôi bắn cậu đó. Đại ca, chúng ta nên thận trọng thì hơn. Lỡ như hại nhầm người tốt, để truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy. Hại nhầm người ư? Cùng lắm tôi trả mạng cho bọn họ là xong. Nhưng nếu là bọn Nhật, tôi sẽ không thả bọn chúng đi. Đợi đã. Trại chủ Hồ, không phải anh nói anh muốn đánh bọn Nhật sao? Tôi có một chuyện có thể chứng minh. Trên đường chúng tôi tới đây đã đấu với bọn Nhật một trận ở núi Mao Nhĩ, lấy mạng không ít lính Nhật. Nếu anh không tin, có thể cho thuộc hạ của mình qua đó xem thử. Cậu nói thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Nếu như tôi nói dối nửa lời, các anh quay lại lấy mạng chúng tôi cũng không muộn. Được, xem thì xem. Nhị đương gia, cậu dẫn người qua đó xem sao đi. Được, đi thôi. Vâng. Cậu còn mặt mũi quay lại gặp tôi sao? Một đám người mà không bắt nổi Dương Nhị Hổ, còn hao binh tổn tướng nữa. Xin đại tá hãy trừng phạt tôi. Trừng phạt cậu thì có ích gì? Cái tôi cần là hộp vàng, cậu hiểu không? Là hộp vàng. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tìm đi. Đó, nhị đương gia, đường núi hoang vu thế này lấy đâu ra bọn Nhật? Hơn nữa, bọn họ chỉ có mấy người sao đánh lại bọn Nhật? Nhiều lời làm gì chứ? Tìm kỹ xung quanh cho tôi. Nhị đương gia, anh xem. Đi thôi. Qua đây, ném đống thi thể này,
xuống núi cho tôi, hành động nhanh lên. Nhưng mà đại đương gia nói, đại đương gia với nhị đương gia cái gì chứ? Ở đây tôi lớn nhất, phải nghe lệnh tôi. Các cậu nghe rõ cho tôi, lát nữa về tới Long Đầu Trại, kẻ nào dám nói chuyện nhìn thấy lính Nhật ở đây, cho đại đương gia biết thì đừng trách tôi không khách khí. Rõ. Nhanh lên. Vào đi, hội trưởng chúng tôi mời cậu vào. Hội trưởng, chính là cậu ta. Hội trưởng Lương, tôi là Đỗ Tam, hôm nay mạo muội tới đây thăm anh. Đỗ Tam, tôi có quen cậu sao? Chắc chắn là có quen. Tôi là Tam Đương Gia của Long Đầu Trại. Long Đầu Trại, bước sau. Đứng yên, cậu đứng yên cho tôi. Hội trưởng Lương, anh đừng kích động được không? Hôm nay tôi tới tặng quà cho anh mà. Tặng quà? Quà đâu? Quà ở đây, anh cứ bỏ súng xuống trước đã. Bỏ xuống đi. Chúng ta nói chuyện chính, được không? Tôi phụng lệnh nhị đương gia, đường phong của Long Đầu Trại tới để nương nhờ hoàng quân. Cũng tại đại đương gia hồ bảo của chúng tôi cả, suốt ngày chống đối hoàng quân. Anh ta hồ đồ, hại chúng tôi ngộ sát hoàng quân, đúng là tội đáng xử bắn. Vậy nên ý của nhị đương gia chúng tôi là muốn nhờ anh nói giúp chúng tôi vài câu trước mặt hoàng quân. Nếu như hoàng quân có thể không truy cứu chuyện cũ, chúng ta sẽ cùng nhau lấy mạng hồ bảo. Chúng tôi sẽ mang người mang súng tới đầu hàng. Thế nào? Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Anh nhìn đi, mang cả lễ vật đến cho anh rồi này. Để tôi cho anh xem. Vàng thỏi. Không, cái này không phải cho anh. Cái này là để biếu đại tá Okamura. Số tiền này mới là quà biếu anh. Cầm đi. Hội trưởng Lương, anh đừng chê ít. Ngày tháng của chúng ta còn dài. Chúng tôi có người có súng, sau này nhất định sẽ được hoàng quân trọng dụng. Vậy thì như cá gặp nước rồi còn gì. Chúng tôi sống tốt, anh cũng được thơm lây mà. Tôi cũng được thơm lây. Tất nhiên rồi, đây là chuyện tốt mà. Đỗ Tam, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp đại tá Okamura. Đợi tôi một lát, tôi vào trong thay quần áo rồi chúng ta đi luôn. Cảm ơn hội trưởng Lương. Vào đây. Mơ đẹp nhỉ. Trọng dụng các người thì ông đây làm gì còn chỗ đứng. Phải đấy hội trưởng, cậu ta quá đáng lắm rồi. Lát nữa ra ngoài, nhìn sắc mặt của tôi mà hành sự nhé. Ý của hội trưởng là sao? Rõ. Đỗ Tam, đi thôi. Được. Tôi nói này, đây là đường tới bộ tư lệnh sao? Đúng vậy, tới phía trước rẽ cái là tới rồi. Rẽ qua đây ư? Rẽ qua. Đây là ngõ cụt mà, đâu phải là đường tới bộ tư lệnh. Đỗ Tam, chính là chỗ này đấy. Hôm nay cậu tới số rồi. Cái gì? Ý anh là sao? Cậu nói xem tôi có ý gì. Tôi, đứng yên. Hội trưởng Lương, anh bình tĩnh. Hiểu lầm thôi, bình tĩnh đi. Anh xem, thế này đi, tôi sẽ giao hết số đồng đại dương và vàng này cho anh được không? Cái đồ tham lam. Đi thôi. Đội trưởng ơi.
làm gì thế? Vừa nãy tôi bảo người đi dọn dẹp hiện trường thì phát hiện chỉ có hai người nằm đó thôi. Cái gì? Chỉ có hai người? Tôi không lừa anh, chỉ có hai người thôi. Không đúng, rõ ràng chúng ta đã bắn ba người mà. Lẽ nào có người còn sống? Chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như anh ta nói với Hoàng Quân là chúng ta xong đời luôn đấy. Không sợ. Đám người này là thổ phỉ, họ đã từng sát hại Hoàng Quân. Hoàng Quân hận bọn chúng tới thấu xương. Chuyện này cho dù Hoàng Quân có biết, bọn họ cũng không tin đâu. Phải. Dạ phải. Cậu làm gì vậy? Cảm ơn hội trưởng Lương. Cậu ra ngoài đi. Đại đương gia ơi, nhị đương gia của anh tuổi con rồi hả? Đổi lại là tôi, có về ít lâu một chuyến cũng về tới nơi rồi. Phải đấy, đại đương gia, chúng tôi đích thân tới đây để hỏi thăm anh đấy. Anh đối xử với khách như vậy sao? Đúng là tức thật mà. Anh cởi trói cho tôi đi, được không? Tôi ngứa tai quá đây này, anh cho tôi giải tí đi. Đại đương gia, anh nhìn mấy người chúng tôi đi, nói tiếng Trung Quốc tốt như vậy. Người anh em này, mắng người cũng không ngừng nghỉ xíu nào. Có chỗ nào giống người Nhật chứ? Cậu im đi. Con khỉ ống kia, vừa nãy cậu nói là tới đây hỏi thăm tôi, đúng. Cậu còn biết phong tục này nữa sao? Đúng vậy, tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy rồi. Hay mà không biết. Đúng rồi, tôi còn biết thổ phỉ còn gọi là sơn tặc, sau khi nhập bọn thì gọi là phỉ tặc. Nói đi, cái này. Nói tiếp đi, tôi có nói gì sai đâu. Cậu không biết còn ra vẻ cái gì chứ. Đừng mà, anh nghe tôi nói đi. Cho dù có là thổ phỉ ở đâu đi nữa thì chúng tôi cũng không phải là người Nhật mà. Phải đấy, không phải người Nhật. Hôm qua ông đây chính mắt nhìn thấy, đám Nhật đó đã cứu bọn họ đi, còn nói mình không phải là người Nhật. Cậu tưởng nói vài câu tiếng Trung Quốc là che giấu được thân phận sao? Các người không phải người Nhật thì cũng là Hán Giang. Những kẻ như các người càng đáng hận hơn nữa. Các người có biết Lương Đại Sơn không? Là đại ca của đám người các cậu, phải không? Cha của ông đây chính là do hắn ta hại đấy. Hắn ta ý có người Nhật chống lưng, nên hắn diệu võ dương oai, đến lúc bị người Trung Quốc bắt được thì lại nói mình là người Trung Quốc. Cái chiêu này ông đây gặp nhiều rồi. Ông đây không rảnh mà nhiều lời với mấy người đâu. Đến lúc cho mấy người lên đường rồi đấy. Ai đi trước nào? Nhưng mà trại chủ Hồ, sao chúng tôi nói ngon nói ngọt thì các anh lại không chịu nghe? Vậy thì cậu đi trước đi. Dựa vào đâu lại là tôi trước? Dựa vào tâm trạng của tôi. Đại đương gia, anh bình tĩnh. Đừng mà, lên đường đi. Đại đương gia, cậu Hán Giang, sợ rồi phải không? Anh biến thái. Biến thái ư? Hay là chúng ta chơi thêm một lần nữa? Đại đương gia, anh bình tĩnh lại. Anh ấy không phải là người Nhật. Lần này là chơi thật đấy. Đại đương gia, anh ấy không phải là Hán Giang. Ông đây không phải là Hán Giang. Đại ca, lên đường đi. Chúng ta được cứu rồi. Nhị đương gia, đại ca. Đại ca ơi, sao rồi? Cậu có nhìn thấy thi thể của lính Nhật không? Chúng tôi lật tung cả núi Mao Nhĩ lên rồi, chẳng nhìn thấy gì cả. Thằng Tranh này, anh bị mù rồi hả? Chính tay tôi xử lý hai tên người Nhật đó, sao lại có thể không có được chứ? Một lũ đáng ghét, dám dùng trò này để kéo dài thời gian hả? Lũ cẩu Hán Giang các người, lên đường hết đi. Trại chủ Hồ, tôi xin khai. Tôi khai là được chứ gì? Tôi là Hán Giang. Tôi là Hán Giang đấy. Anh đừng bắn tôi, anh đừng xử tôi. Anh nói cái gì thế? Tôi là Hán Giang. Nhị hổ, nhị hổ, anh điên rồi sao? Cậu chịu nhận rồi phải không? Vừa nãy ai còn nói là cái gì chứ? Đã giải quyết rất nhiều người Nhật ấy nhỉ? Cậu không biết nhục là gì hả? Không phải.
Anh nghe tôi nói trước đi. Đúng là có rất nhiều người Nhật đã mất mạng, nhưng mà không phải do chúng tôi sát hại, là đội du kích của Tân Tứ Quân đã xử chúng. Dương Nhị Hổ, người cầm đầu đám người Nhật đó là Akasaka. Akasaka sao? Là hắn đã bảo chúng tôi đuổi theo, không ngờ lại bị đại đương gia anh bắt được. Đại đương gia, sau này tôi sẽ không làm hán gia nữa đâu. Anh đừng xử tôi, anh đừng bắn tôi. Cậu càng nói vậy, ông đây xử cậu càng đã. Đại đương gia, anh đừng xử tôi. Cái gì tôi cũng khai hết, tôi khai hết ra được chưa anh? Dương Nhị Hổ, anh nói bậy gì thế? Đúng đó, anh đừng nói bậy nữa. Tôi chẳng nhìn thấy xác người Nhật nào ở dưới chân núi. Nhị đương gia, chúng tôi cũng không biết mấy thi thể đó đã đi đâu. Chắc là Hoàng Quân. Hoàng Quân? Không phải, là bọn Nhật. Người Nhật đã mang nó đi rồi. Đại đương gia, anh đừng bắn tôi. Nếu như anh bắn tôi, người Nhật sẽ tới cứu tôi đấy. Bọn họ sẽ tới cứu tôi. Cậu câm miệng lại chưa? Anh đừng bắn tôi. Tôi là sư đệ của đại tá Okamura. Tôi là Dương Nhị Hổ. Đợi đã, anh không thể xử tôi. Anh không được bắn. Cái gì? Đại tá Okamura là sư huynh của cậu. Phải. Nhị đương gia, tôi là sư đệ của đại tá Okamura. Từ nhỏ anh ấy đã học võ chung với tôi. Cha tôi là sư phụ của anh ấy. Anh ấy và tôi cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ tôi còn gọi anh ấy là bò chét con nữa. Có lần anh ấy rớt từ trên cây xuống còn trách cả quần cơ. Chuyện này bọn họ không ai biết cả. Chỉ có tôi biết thôi. Không tin thì anh cứ hỏi bọn họ thử xem. Phải đấy, chuyện này tôi có nghe nói qua. Đúng không? Lũ hán gian đáng ghét này, giữ chúng lại làm gì nữa chứ? Xử hết bọn chúng. Đại ca, anh đừng vội xử họ. Tại sao chứ? Đại ca, chúng ta giữ đám người này lại, tối nay không cho bọn chúng về nữa. Đám người Nhật đó, ngày mai nhất định sẽ lên núi tìm chúng. Đến lúc đó, chúng ta dùng bọn chúng làm con mồi. Nói không chừng còn có thể thắng một trận lớn đấy. Nhị đương gia nói đúng đấy. Cũng đúng. Nhưng mà hôm nay tôi ngứa tay quá. Thế này đi, để tôi giải quyết cái tên hèn nhát ham sống này trước. Đại ca, cậu ta đáng giá nhất trong đám người này. Không phải cậu ta nói mình là sư đệ của đại tá Okamura sao? Nếu cậu ta mất tích, người Nhật nhất định sẽ tới cứu cậu ta. Đúng đó, chính xác. Nhị đương gia, cậu quả là người túc trí đa mưu mà. Đại đương gia quá khen rồi. Theo tôi thấy, bây giờ chúng ta cứ nhốt bọn chúng lại trước. Tới lúc đó, anh muốn dùng súng hay dùng đao còn không phải tùy anh hay sao? Được rồi, đa tạ nhị đương gia. Đại đương gia, có chuyện gì? Đại đương gia, Tam đương gia về rồi. Nhưng mà anh ấy bị thương rất nặng. Cái gì? Kẻ nào làm? Tôi không biết. Tam đương gia xuống núi thăm dò, nhất định đã gặp phải đối thủ rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Vâng. Và lồng tiếng tại Yfim TV. Lương Đại Sơn, tên đáng ghét này. Cậu nhanh lên đi có được không? Được rồi, anh Tam. Nhẹ tay thôi, tôi xin lỗi, anh Tam. Lương Đại Sơn cứ đợi đấy. Chờ đi, Đỗ Tam. Nhị đương gia, cậu ra ngoài. Không phải bảo cậu xuống núi thăm dò sao? Sao lại thành ra thế này? Đỗ Tam, dạ. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Tiểu Hùng và Tiểu Mạnh đâu? Bọn họ mất rồi. Cái gì? Mất rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao? Thì chúng tôi xuống núi để thăm dò đúng không? Rồi sao? Dò tới dò lui, lại bị tên Lương Đại Sơn đó phát hiện ra. Sau đó cái gì? Sau đó thì sao chứ? Sau đó chúng tôi đã đấu với họ một trận. Bọn họ đông quá, chúng tôi lại ít người, nên chúng tôi đánh không lại. Hai người họ đã bị hắn bắn ngủng, còn tôi thì bị thương, nên tôi chạy về đây. Đại ca, tôi đâu có lừa anh. Những gì tôi nói đều là sự thật cả mà. Đỗ Tam, món nợ này của tên Lương Đại Sơn kia, đại ca nhất định sẽ đòi về cho cậu. Cảm ơn đại ca. Làm tôi hết hồn. Tôi cũng vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng mà tôi đang đau lắm đây này.
Tên Lương Đại Sơn này. Dương Nhị Hổ, vừa nãy anh nói linh tinh như vậy, tôi còn tưởng đầu óc anh bị làm sao nữa. Anh ấy chỉ là sợ mất mạng nên kéo dài thời gian thôi. Phải, đúng là tôi sợ mất mạng. Lê Quốc Vinh, có chuyện này tôi rất muốn hỏi anh. Có phải anh thấy những người như chúng ta đều bị mất mạng ở trong trại thổ phỉ này là chuyện vinh quang đúng không? Dù sao thì tôi có mất mạng ở đây, tôi cũng không dùng chiêu giả làm Hán Giang này đâu. Nếu tôi không nhận tôi là Hán Giang thì chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi. Hơn nữa, nhận làm Hán Giang thì có sao đâu, tôi đâu mất miếng thịt nào đâu. Nói cũng phải. Mọi người đừng nói nữa, Nhị Hổ làm như vậy cũng có tác dụng đấy. Nếu không có cách này, giờ này chúng ta đang uống trà với Diêm Vương rồi. Đúng rồi, Nhị Hổ, vừa nãy anh tôi tới mang nước cho mọi người đây, uống miếng nước đi. Sao giờ anh mới đến? Này anh, rót cho tôi đi. Rót đầy vào, rót thêm đi. Đừng uống, có độc đấy. Đúng là không sợ mất mạng mà. Rót cho bọn họ nữa đi. Tôi không uống đâu, đừng rót cho tôi. Không ai uống sao? Không uống. Anh làm việc cho hoàng quân thật à? Thật chứ đùa cái gì? Vừa nãy không phải tôi đã thừa nhận rồi sao? Sao? Không tin hả? Vậy giờ tôi nói cho anh biết, tôi là anh hùng Kháng Nhật, anh có tin không? Tôi thấy anh khí chất phi phàm, vừa nhìn là biết không phải người bình thường rồi. Được rồi anh ơi, đừng ở đó mà nịnh nọt nữa. Nói đi, có chuyện gì? Tôi nói thật với anh, nhị đương gia của chúng tôi thật sự đã nhìn thấy xác của hoàng quân ở trên núi. Tưởng là do các anh xử nên mới muốn giải quyết anh, tới lúc đó cũng tiện lôi kéo quan hệ với hoàng quân. Không ngờ anh lại là hán, lại là hảo hán, làm việc cho hoàng quân. Chúng tôi đắc tội với anh thì khác nào đắc tội với hoàng quân chứ. Tôi thật sự không hiểu lắm. Đại đương gia của các anh tưởng tôi là hán giang, suýt nữa thì bắn tôi rồi. Tại sao? Nhị đương gia của các anh lại quen biết hoàng quân, chính vì không quen biết nên mới cần anh giới thiệu đấy. Giới thiệu phải không? Đơn giản thôi mà. Nhưng mà các anh trói tôi chặt như vậy, làm sao tôi giới thiệu các anh đây? Tôi tới là để thả các anh đi đấy. Cởi ra. Nhị đương gia của chúng tôi bảo tôi thả anh ra chính là vì muốn anh đi báo tin cho hoàng quân. Tới lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, bắt gọn đám thổ phỉ này luôn. Cởi trói cho tôi sớm không phải là xong rồi sao? Anh bạn này, nhị đương gia của các anh ở phòng nào vậy? Để tôi qua thương lượng với anh ta, chúng ta nên hành động thế nào? Phòng bên phải sảnh Long Đầu Trại, căn phòng có treo xương sọ bò ở bên ngoài. Căn phòng treo xương sọ bò ư? Anh chắc chứ? Chắc mà. Được rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Anh mau cởi trói cho tôi. Giờ thì biết chuyện gì rồi chứ? Tôi biết từ lâu rồi. Anh nhanh lên đi, còn nói tôi là Hán Giang nữa. Ai nói đâu, ai là Hán Giang chứ? Xoay qua đây. Cởi xong hết chưa? Mọi người không sao chứ? Không sao cả. Chúng ta mau đi thôi, không thì sẽ bị phát hiện đấy. Không được, hộp vàng vẫn còn nằm trong tay bọn họ. Tôi phải lấy lại hộp vàng rồi mới xuống núi được. Đúng, hiện giờ hộp vàng đang trong tay thổ phỉ, lỡ như rơi vào tay người Nhật thì rắc rối to đấy. Tôi nhìn thấy tên nhị đương gia đã lấy hộp vàng đi. Vậy chúng ta mau qua chỗ anh ta lấy lại hộp vàng đi. Đợi đã, đi đông rất dễ đánh trắng động cỏ lắm. Như vậy đi, tôi và đại đội trưởng Lê sẽ qua đó. Mọi người ở lại đây, tôi sẽ bắt tên nhị đương gia đó về đây, bắt anh ta đối chất trước mặt Hồ Bảo. Như vậy mọi chuyện đều rõ ràng cả rồi. Đúng vậy, tôi thấy Hồ Bảo này cũng là một hảo hán, chỉ là nhất thời bị che mắt mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Hai anh nhớ cẩn thận đấy. Mọi người chuẩn bị. Hai anh qua đây một lát. Có chuyện gì? Anh em của anh gọi anh kìa.
Nào mọi người, mau trói anh ta lại. Nhanh lên. Để tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Anh cẩn thận đấy. Ai đó, bắt lấy hắn, đứng lại. Không được chạy, đứng lại mau. Đứng yên. Thằng tranh mày giỏi quá nhỉ. Còn dám chạy ra đây nữa. Tôi đã nói rồi mà. Đám người này là một lũ Hán gian. Nhìn thấy chưa, hắn chính là Hán gian. Đúng vậy, hắn chính là Hán gian. Anh biết Hán gian không? Hắn chính là Hán gian. Tất cả im lặng. Tôi giữ lại các cậu đúng là cái họa mà. Đại đương gia, chúng tôi quả thật không liên quan gì đến người Nhật hết. Tôi biết các cậu không phải là người Nhật. Các cậu là Hán gian, là tên phản quốc. Người đâu? Trói lại cho tôi. Tất cả đứng yên. Đi mau. Anh đi mau. Nhanh lên. Tên Hán gian, súng của tôi không có đạn đâu. Dương Nhị Hổ, cậu muốn làm gì? Cậu mau thả đại đương gia ra. Mau thả cho tôi. Trại chủ Hồ, nếu anh đã không tin chúng tôi, vậy thì để tôi cho anh thấy rốt cuộc là ai đã thả chúng tôi ra. Cậu còn không thả đại đương gia ra, tôi sẽ nổ súng đấy. Anh dám? Nhị đương gia, cậu mặc kệ tôi, bắn hắn đi. Anh dám? Hán gian, có giỏi thì bắn tôi đi. Đi mau. Mau lên, cậu Hán gian. Có giỏi thì bắn tôi đi. Cậu Hán gian, đuổi theo. Mở cửa. Dương Nhị Hổ, cậu đừng làm bừa. Trại chủ Hồ, anh nhìn xem. Chuyện này là sao? Vừa nãy bọn họ còn khỏe mạnh, sau đó tự nhiên là như vậy. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, nhất định là bọn họ đã trúng độc. Trúng độc ư? Cậu Hán gian, cậu muốn xử tôi thì xử. Diễn kịch cái quái gì chứ? Nhị Hổ, cậu làm vậy là có ý gì? Trại chủ Hồ, chuyện này kể ra thì dài lắm. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng chúng tôi đều không phải Hán gian mà thôi. Cậu không phải Hán gian, vừa nãy cậu còn vừa thừa nhận vừa cầu xin xong. Nếu như tôi không thừa nhận thì sao có người xin anh tha cho tôi được chứ? Còn có người tới cởi trói cho chúng tôi, đưa nước cho chúng tôi uống nữa. Còn nhờ tôi cầu xin hoàng quân giúp đỡ. Còn muốn triệt cả sơn trại này nữa. Cậu im miệng cho tôi. Đại ca, nhị đương gia, ban đầu là cậu đã cầu xin tôi tha cho bọn họ một con đường sống. Chuyện này, đại ca, anh đừng nghe, cậu ta đang lừa anh đấy. Mọi chuyện tôi làm bây giờ đều là vì muốn tốt cho mọi người. Chuyện này anh cũng biết mà. Bây giờ cả ba người này đều đã ra đi, không ai làm chứng cho họ hết. Tất nhiên là bọn họ có thể bị chuyện ở đây rồi. Hay cho câu không ai làm chứng. Phải, ba người này đã bị đầu độc, đúng là không ai làm chứng. Nhưng mà trại chủ Hồ, anh thử nghĩ kỹ lại đi. Chúng tôi đánh ngã được lính canh. Nếu như chúng tôi thật sự là Hán gian thì sớm chạy xuống núi rồi. Cũng có khả năng đây là âm mưu quỷ kế của các người. Đại đương gia, vừa nãy mạng của anh hoàn toàn nằm trong tay của Nhị Hổ. Vậy mà anh ấy lại đưa súng cho anh, còn giao mạng của mình cho anh nữa. Lẽ nào đây cũng là âm mưu quỷ kế sao? Đại ca,
Trại chủ Hồ, chuyện đã tới nước này, chúng tôi có nói gì thì anh cũng không tin. Nhân chứng duy nhất bây giờ cũng đã qua đời. Các anh có nhiều người, nhiều súng như vậy, anh lại là trại chủ. Anh nói làm sao thì làm thế đó đi. Đại ca, được, vậy chúng ta cứ theo quy tắc giang hồ mà làm. Quyền sinh quyền tử thông thường đều nằm trong tay quan công. Ngày mai chúng ta hãy cược trước mặt quan công. Nếu như các cậu thắng, Hồ bảo tôi sẽ lập tức thả người. Nhưng nếu quan công cho rằng các cậu là hán gian, để các cậu thua, vậy thì đừng trách Hồ bảo tôi không tha cho các cậu. Thế nào? Tôi đồng ý. Chúng tôi nghe anh đấy. Nhị Hổ, anh quyết định đi. Tới luôn đi. Được. Trại chủ Hồ, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Được. Các vị, hôm nay tạm thời chịu thiệt, ở lại đây một đêm. Nhị đương gia, chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ đi, để cho bọn họ ăn thật no. Cậu nhớ kỹ, không được thiếu một cọng lông nào đấy. Tôi phải khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Mang thi thể của ba anh em này ra ngoài, chôn cất đàng hoàng. Rõ. Đi thôi. Khiêng ba người đó đi. Nhị Hổ, vừa nãy rõ ràng là một cơ hội tốt mà. Cho dù có liều với bọn họ một trận, chưa chắc chúng ta sẽ thua. Liều cái gì chứ? Anh chỉ biết có liều thôi. Tôi thấy Hồ Bảo đó không giống người xấu, mà là một hảo hán căm hận điều xấu. Nếu chúng ta chưa làm rõ mà cứ đánh với bọn họ, thì khác nào người mình đánh người mình chứ. Hơn nữa, hiện giờ hộp vàng còn đang nằm trong tay họ. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình thì sẽ tốt hơn. Nói đúng lắm. Tôi thấy đại đương gia đó cũng là một người khá nghĩa khí. Nhưng còn cái tên Đường Phong, tên hán gian đó, quả là đáng sợ. Đúng vậy, Đường Phong này chính là một tên tiểu nhân. Trước đây anh ta biết giá trị của hộp vàng, liền lập tức cướp đi, định lấy lòng người Nhật. Còn về việc tại sao anh ta khuyên Hồ Bảo tha cho chúng ta, đó là bởi vì anh ta vẫn chưa chắc chắn thân phận của chúng ta, muốn chừa đường lui cho chính mình. Sau đó, khi anh ta thấy thi thể của người Nhật ở dưới núi, chắc chắn chúng ta là phe kháng Nhật, cho nên mới muốn mượn tay Hồ Bảo lấy mạng chúng ta để lập công với người Nhật. Hắn đúng là một tên đáng ghét. Đối với người mình mà còn ra tay tàn độc như vậy, mà còn muốn làm hán gian. Vậy nên tôi mới nhắm vào tâm tư này của anh ta, giả làm hán gian. Không ngờ lại có thể lừa được anh ta thật. Tôi vốn định dụ anh ta ra giao dịch với tôi. Kết quả, không ngờ tên tiểu tử này lại âm mưu thâm hiểm như vậy, phái thuộc hạ của mình ra làm kẻ thay thế. Mấy người vừa nãy sao đang yên đang lành lại trúng độc vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Rất có khả năng khi bọn họ vào đây thì đã trúng độc rồi. Đường Phong đó thâm hiểm độc ác, tôi nghi ngờ. Anh ta thường xuyên hạ độc thuộc hạ của mình để ép bọn họ làm việc cho anh ta. Sau khi xong chuyện mới cho họ thuốc giải. Cũng tại tôi quá sơ suất. Nếu không thì anh cũng không cứu được bọn họ. Đường Phong đã phái bọn họ qua đây tìm chúng ta, chứng tỏ anh ta đã tính hết thời gian rồi. Nếu như sáng ngày thứ hai chúng ta biến mất, anh ta cũng hoàn toàn có thể đẩy hết mọi chuyện lên người bọn họ. Phải. Cô Đàm phân tích rất có lý. 8-9 phần là vậy rồi. Vậy anh định giải quyết như thế nào? Tôi chẳng có dự định gì cả. Mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai, nghe theo ý trời thôi.
Tôi nói này, các cậu là khách, còn tôi là chủ, vậy nên quy tắc sẽ do tôi đưa ra. Những anh hùng muốn lên núi Vân Môn chúng tôi không được thiếu ba kỹ năng này. Một là võ công, hai là khinh công, ba là kỹ thuật bắn súng. Chúng ta sẽ đấu ba hạng mục này. Ba ván, thắng hai ván, sai. Chỉ thắng hai ván là các cậu thua rồi. Các cậu phải thắng cả ba trận mới coi là thắng. Như vậy không công bằng. Cô Đàm, không sao, chúng ta sẽ không thua đâu. Chúng ta làm theo lời đại đương gia đi. Anh muốn đấu hạng mục nào trước? Ván đầu tiên, đấu võ. Các cậu sẽ cử ai lên? Nhị hổ. Để tôi. Anh cẩn thận đấy. Đại hiệp. Có. Làm tốt lắm Công Tôn Vũ. Người ta võ công cao cường. Chúng ta thua rồi. Tiếp theo chúng ta đấu gì đây? Khinh công. Quy tắc rất đơn giản. Cậu có nhìn thấy vải đỏ trên cây không? Ai lấy được vải đỏ xuống trước thì coi như thắng. Đường Phong. Hai vị bắt đầu nào. Tiểu Hiệp, anh cẩn thận đấy. Xem ra đối phương rất thông thuộc chỗ này. Khi nào cần dùng lực đều rất chuẩn xác. Phải đấy, nhìn là biết hắn đã trèo qua rất nhiều lần rồi. Mã Tiểu Hiệp, anh còn trèo cái quái gì nữa? Về mà làm trộm tiếp đi. Dương Nhị Hổ, anh cứ chờ đó cho tôi. Để tôi cho anh thấy thế nào là võ công thực sự. Anh ấy đuổi kịp rồi. Thắng rồi. Hay lắm. Tiểu Hiệp giỏi quá đi. Tiểu Hiệp, anh xuống đây đi. Đỗ Tam, xuống đây đi. Xuống đi mà Tiểu Hiệp. Không ngờ anh cũng trèo nhanh quá chứ. Cậu đi. Nhanh lên. Vâng. Anh hay lắm. Làm tốt lắm. Hay lắm, nhị đương gia giỏi lắm, lợi hại. Mời các cậu. Đại đội trưởng Lê, trong số chúng ta, anh là người bắn giỏi nhất đấy.
thua rồi kìa. Phát này không tính, viên đạn xịt rồi, bắn lại lần nữa. Đây là ý trời đấy. Cái gì? Các anh không nói lý lẽ quá rồi đấy. Nhất định là các anh đã dở trò rồi, nếu không nhất định sẽ bắn trúng. Đừng có ở đó nói linh tinh nữa. Thua thì phải chịu. Đại đương gia, dùng hình với bọn chúng đi. Cái này, đợi đã. Hay lắm. Tuyệt vời. Quả là võ công cao cường. Các anh em, bất luận là kỹ năng bắn của người anh em đó hay là kỹ năng phóng đá của anh bạn này đều vượt xa chúng ta. Xem ra bọn họ không phải là Hán Giang rồi. Đại đương gia, anh quả là người trọng nghĩa khí giữ chữ tín. Nhưng chúng ta cũng chỉ là đấu võ xã giao thôi mà. Anh hà tất phải nghiêm túc vậy chứ. Cậu nhị hổ nhân nghĩa lắm, còn giữ thể diện cho tôi nữa kìa. Các anh em, hôm nay tôi muốn mở tiệc mời mấy vị hảo hán đây. Các cậu mang hết rượu ngon ra đây cho tôi. Hay lắm. Đại ca tuyệt vời. Cậu nhị hổ, các cậu đi tắm rồi thay đồ sạch sẽ đi. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở sảnh. Mời, cảm ơn đại đương gia. Đi thôi. Chúng ta đi thôi, mình đi thôi. Hay lắm. Tốt quá. Tuyệt vời. Nhị đương gia, cứ thế mà bỏ qua sao? Mấy người cứ chờ mà xem. Mời qua đây, cậu nhị hổ. Các vị anh hùng, mời mọi người ngồi. Đại đương gia ơi, lên đủ rồi, lui xuống đi. Vâng. Các vị, để tôi giới thiệu lại với mọi người. Vị này là nhị đương gia của Long Đầu Trại chúng tôi, Đường Phong. Cậu ấy là anh em sinh tử của tôi. Vị này là Tam đương gia, Đỗ Tam. Đỗ Tam, dạ. Kính mọi người một ly đi. Vâng. Tại hạ Đỗ Tam, xin kính mọi người bát rượu này. Hay lắm. Tửu lượng tốt lắm. Hay lắm. Nào mọi người ơi, rót đầy vào. Nào, cạn nha. Tối nay chúng ta không say không về. Đại đương gia nói rất đúng. Không say không về. Nào mọi người, cạn chén. Sảng khoái lắm. Đại đương gia, những thứ chúng tôi mang theo bên mình lúc trước khi lên núi đều bị các anh em đây tịch thu. Nay hiểu lầm đã được giải trừ, các anh có phải cũng nên trả lại cho chúng tôi hay không? Nếu không lát nữa uống say rồi không lấy lại được thì không hay đâu đấy. Cậu nhị hổ thẳng tính quá nhỉ. Nhưng tôi thích. Nhị đương gia, chúng ta đấu thua rồi, chúng ta phải trả cho người ta mới phải chứ. Mau đi làm đi. Đi thôi. Các vị, tôi còn chưa biết các vị anh hùng đây tên họ là gì. Trại chủ Hồ. Tại hạ Mã Tiểu Hiệp, người trên giang hồ xưng là Cướp Nghĩa Hiệp. Cậu Tiểu Hiệp, tôi kính cậu một bát. Nhị đương gia, số bảo bối đó khó khăn lắm mới tới tay mình, chúng ta phải trả lại cho họ thật sao? Đại đương gia cũng đã lên tiếng, tôi nói còn có ít nữa hay sao? Hai người các cậu, đi lấy đồ của bọn Dương Nhị Hổ ra đây. Dạ vâng. Cứ thế mà trả cho họ thật sao? Cậu nói xem, không trả có được không? Sảng khoái. Trả mọi người. Súng đây. Cả đao nữa. Còn cả cái này nữa. Tôi nói lời sẽ giữ lấy lời. Đồ của các người vẫn là của các người, tôi sẽ không tham đâu.
Hộp vàng đâu? Đại đương gia, cái hộp vàng mà chúng tôi mang theo bên mình không có nằm trong cái túi này. Hộp vàng là hộp trang sức, phải không? Không sao, sân trại chúng tôi có nhiều lắm. Lát nữa tôi sẽ chọn vài món tốt tặng cho cô Đàm. Nó không phải là hộp trang sức mà là hộp vàng. Hộp vàng sao? Hộp vàng là cái gì? Đại đương gia, hộp vàng này rốt cuộc là gì? Chắc là nhị đương gia đây sẽ biết rất rõ. Ý cậu là sao? Chẳng có ý gì cả. Nhị đương gia ơi, chắc không phải là anh đã lấy trộm rồi đấy chứ? Cậu đừng có nói bậy, không là tôi bắn cậu bây giờ đấy. Anh định làm gì? Nhị đương gia, cậu uống nhiều rồi đấy. Bỏ súng xuống ngay. Nhị đương gia, anh hà tất phải kích động vậy chứ? Đỗ Tam, dạ. Nhị đương gia quá chén rồi. Cậu dìu cậu ấy về nghỉ ngơi đi. Đi thôi, đừng đụng tôi, mời anh đi trước. Nào mọi người, chúng ta cứ kệ cậu ấy đi. Mọi người, chúng ta uống tiếp đi. Mọi người mau rót rượu. Được thôi, nếu đại đương gia đã cao hứng tới như vậy, vậy hôm nay chúng ta không say không về. Cạn chén. Cậu đúng là chẳng ra làm sao cả. Vừa nhìn là biết định trộm gà bắt chó về đây rồi. Cậu đang ở nhà mình đấy, làm gì mà cứ như ăn trộm vậy hả? Thói quen thôi. Cậu lanh lợi chút cho tôi, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi. Được, đi. Nhị đương gia, Tam đương gia, muộn vậy rồi hai người còn định đi đâu? Tôi và Tam đương gia của các cậu nghĩ tới nghĩ lui, đám người của Dương huynh đệ đã khử không ít lính Nhật. Nếu như quân địch kéo binh tới báo thù, chúng ta cũng phải có chuẩn bị gì đó chứ. Chúng tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định xuống núi thăm dò xem sao, có cần báo cho đại đương gia một tiếng không? Đại đương gia, được thôi, tôi cũng muốn xem thử. Xem muộn như vậy rồi, kẻ nào còn dám gọi đại đương gia vậy? Tối nay đại đương gia có vẻ uống không ít đâu đấy. Cũng đâu phải cậu không thấy, ông ấy nôn tới mức nào chứ. Khó khăn lắm mới ngủ được. Tôi khuyên cậu, để yên cho anh ấy ngủ đi thì hơn, để sau rồi hẳn thông báo. Dạ vâng. Thôi đi đi. Đi thôi. Bọn họ xuống núi làm gì vậy? Tiểu Cương. Này Tiểu Cương, tỉnh lại đi. Tiểu Cương, Nhị Hổ, Tiểu Hiệp, nào, qua đây. Tiểu Cương, tỉnh lại đi. Tiểu Cương, anh sao thế? Tiểu Cương, đại đội trưởng, bọn họ xuống núi rồi. Ai cơ? Đường Phong và cái tên Đỗ Tam. Bọn họ xuống núi làm gì? Tôi không biết nữa. Thế anh bị sao vậy? Vừa nãy tôi nghe được tin, định tới báo cho mọi người, thì đột nhiên bị người ta đánh ngất. Là ai đã đánh anh? Anh có nhìn thấy không? Ai đánh cậu? Cậu còn nhớ không? Không nhớ nữa. Vậy cậu có nghe thấy bọn họ nói cái gì không? Đại đội trưởng, tôi xin lỗi, tôi chỉ nhớ tên Đường Phong đó nói, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi gì đó. Hỏng rồi, hộp vàng còn đang nằm trong tay bọn họ. Có khi nào bọn họ định đem giao hộp vàng cho quân địch hay không?
Gã Đường Phong đó sẽ không dễ dàng giao hộp vàng cho quân địch đâu. Để tôi vào thành xem sao. Mọi người ở đây canh chừng đi, Nhị Hổ. Tuy là chúng ta đấu võ thắng, nhưng Hồ Bảo cũng không nói sẽ để chúng ta đi. Anh cứ thế xuống núi, có cần nói với anh ta một tiếng hay không? Nói cái nỗi gì được, lẽ nào tôi đi nói với Hồ Bảo rằng tôi xuống núi theo dõi Đường Phong sao? Anh nghĩ xem, Đường Phong theo Hồ Bảo bao nhiêu năm nay, không bằng không chứng. Chúng ta có nói gì thì anh ta cũng không tin đâu. Cũng đúng, tôi sẽ cùng anh xuống núi, đi đường cũng tiện có người giúp đỡ. Không được, đi đông dễ bị phát hiện lắm. Mọi người ở trên núi đợi tôi sẽ đi mau về mau. Đúng rồi, mọi người ở trên núi nhớ là đừng tùy tiện hành động đấy. Cứ ở đây đợi tôi. Nếu Hồ Bảo có hỏi thì cứ nói, nói là tôi đã ra ngoài với Đường Phong rồi. Được, cẩn thận đấy. Đều tại tôi. Không sao. Nhanh lên, mau đi thôi. Đi nào, con gái. Lão già thối, muốn chạy sao? Cẩn thận, bắn cho tôi. Bị bọn chúng phát hiện ra rồi. Con chạy đi, cha sẽ ở đây chặn chúng. Con không đi, cha, có đi thì cùng đi. Mau đi đi, cha. Đi mau. Tiểu Linh, đi mau, đi mau. Cha, xông lên, đỏ. Cha, lão già thối, hồi sáng còn dám nổ súng bắn tôi nữa. Ông bắn tôi đi, bắn thử xem nào. Lão già thối tha, tên cậu hán gian nhà anh, đồ súc sinh. Tôi liều với anh. Cha, tỉnh lại đi cha. Dương Nhị Hổ, bắn cho tôi. Hoàng quân nghe thấy tiếng súng sẽ tới nhanh thôi. Bắn tiếp cho tôi. Nhanh lên. Hội trưởng, không phải là người của chúng ta. Đi thôi. Cha, Hạ Linh, chú Hạ, Nhị Hổ, anh cứu cha em với. Chú ý cảnh giác. Ai, đừng hiểu lầm, Nhị Hổ đều là người mình. Chúng tôi tới để cứu Hạ Linh. Sao anh biết tôi là ai? Bùi trưởng quỷ, chú Hạ, cha, ngài Hạ, cha, Nhị Hổ, chú giao Hạ Linh cho cháu đấy. Cháu nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt. Chú Hạ, cha, ngài Hạ, cha ơi, cha không thể bỏ con lại được. Cha đừng bỏ con lại mà. Cha ơi, quân địch tới rồi, mau rút thôi, chỗ này nguy hiểm lắm. Cha, mau rút thôi. Mùi trưởng quỷ, giúp tôi chăm sóc bọn họ. Cha tỉnh lại đi, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng. Cẩn thận đấy. Cha mau tỉnh lại đi. Cha ơi, đừng bỏ con lại mà, đi thôi. Cha,